Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn, chuyên mua bán các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ 26D Phạm Hùng. Và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh chị và các bạn một dòng sedan hạng C đến từ Hàn Quốc. Đó chính là chiếc Kia Cerato phiên bản động cơ 2.0, chiếc xe sản xuất năm 2020, có tên tư nhân, mang biển số thành phố. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 1 vạn km. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Cerato thì gồm có Mazda 3, Honda Civic, Toyota Altis. Đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Cerato. Đây là một chiếc xe nhiệm của Kia K3 hiện tại đấy anh chị và các bạn. Và chiếc xe này thì được mang thất màu đỏ cực kỳ là đẹp. Phía dưới nắp capo này thì được trang bị động cơ 2.0 lít sản sinh công suất lên đến 159 mã lực, kết hợp cùng với đó là hộp số 6 cấp AT, vận hành cực kỳ là trơn tru và mượt mà. Thì sau đây, trên chiếc Kia Cerato này có những tính năng ưu nhược điểm gì hay thì em cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe này. Kia Cerato thì được chia ra làm 3 phiên bản. Về động cơ 1.6 lít thì có phiên bản 1.6 Deluxe và 1.6 Luxury. Còn trên phiên bản 2.0 này thì chỉ có một phiên bản, đó chính là phiên bản 2.0 Premium, phiên bản đầy đủ option nhất của Kia Cerato. Về phần cụm đèn pha cốt của chiếc xe đây thì được trang bị là cụm đèn full LED có thấu kính projector, kết hợp cùng với đó là giải LED định vị ban ngày. Bên dưới đấy thì hệ thống đèn xi nhan và có những cái cảm biến va chạm phía trước của xe rất là an toàn. Đèn bi gầm thì được thiết kế vào phần lưới tản nhiệt ở bên dưới của phần hốc xe, cũng là trang bị là đèn bi anh chị và các bạn nhé. Về phần mặt ca lăng của chiếc xe thì được thiết kế theo dạng hình kim cương, có các hai thanh nẹp chrome rất là nổi bật ngay phần tạo lên điểm nhấn cho phần đầu của chiếc xe. Về phần mâm lốp của chiếc xe này thì được trang bị là lốp lên đến 17 inch, kết hợp cùng với đó là vành phay đa chấu kép, nhìn cực kỳ là đẹp và thể thao. Xe thì cũng có 4 bánh ABS chống bó cứng cực kỳ là an toàn. Và một điều hay hơn nữa là bác chủ cũ cũng đã lên thêm bộ cảm biến áp suất lốp, nên là anh chị hoàn toàn có thể theo dõi cân và áp suất của lốp trên trong phía nội thất của chiếc xe. Về phần trên gương đây thì cũng là gương chỉnh điện và có tích hợp xi nhan trên gương. Trên những cái nẹp cửa sổ của chiếc xe thì cũng được nẹp những cái thanh chrome cực kỳ là đẹp và nổi bật của chiếc xe. Trên tay nắm cửa đây thì cũng có nút bấm của chìa khóa thông minh Keyless Go, chỉ với một lần bấm rất là tiện lợi. Nói về đến một chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì người Hàn Quốc luôn chiều chuộng người dùng về tính năng option và cũng như là đồ chơi của chiếc xe. Cụm đèn hậu thì được thiết kế vuông vắn hơn, mạnh mẽ, khỏe khoắn và thể thao hơn. Cụm đèn hậu thì cũng là cụm đèn full LED và có một giải LED chạy dọc lắp cốp này, nhìn rất là thể thao. Xe thì cũng có là cảm biến va chạm phía sau xe và camera lùi rất nổi bật. Bô thì là bô đơn thôi anh chị nhá, nhưng mà lại một bên là bô xịn, còn một bên là chỉ gọi là bô lắp thêm trang trí cho đẹp thôi, nhưng mà được lắp đối xứng hai bên nhìn cực kỳ là bắt mắt. Một điều hay hơn nữa là bác chủ cũ cũng đã độ lên cái lipo cho chiếc xe, nhìn xe cực kỳ là đẹp ở phần đuôi xe luôn nhá, tạo lên hai màu đen trắng rất là nổi bật. Vào đến khoang nội thất của chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 này thì được trang bị là bọc da hai màu đỏ và đen. Như quý anh chị và các bạn có thể thấy trên màn hình đó, trên về phần tép ly tép lô được bọc da màu đỏ và ốp những phần nhựa màu đen, tạo lên hai màu đỏ và đen cực kỳ là đẹp. Gương kính đều là chỉnh điện 100%. Đi vào đến phía bên trong của chiếc xe thì về phần vô lăng được bọc da cao cấp
kết hợp cùng với các phím bấm ví dụ như là đèm thoại rảnh tay, cruise control. Và một điều đặc biệt hơn nữa là bác chủ cũ đã lên lễ chuyển số vô lăng quý anh chị và các bạn nhé. Vì trên Kia Cerato thế hệ mới thì nhà Kia đã cắt đi lễ chuyển số vô lăng. Đây là bác chủ cũ cũng đã độ lên. Đèn auto và gạt mưa cũng là tự động. Đi vào đến phần trung tâm của chiếc xe. Về đến phần màn hình thì bác chủ cũ cũng đã lên màn K-Max, màn Android K-Max đấy ạ. Tạo lên cho chiếc xe có nhiều hệ thống giải trí hơn này. Cam lùi to rõ nét hơn, rất là đặc biệt. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Và trên phiên bản 2.0 này thì còn được trang bị thêm là sạc không dây theo xe anh chị nhá. Xe thì cũng có cổng kết nối AUX, cổng sạc 12V, củ số cũng là bọc da, nhìn rất là thể thao. Xe thì cũng có 3 chế độ lái, đó là chế độ Eco, Comfort và chế độ Sport. Trên gương đây thì cũng là gương chống chói, chỉnh điện. Về phần ghế của chiếc xe thì cũng được bọc ghế da hai màu cùng với các đường chỉ thêu màu đỏ, rất là thể thao. Cũng có cửa sổ trời. Nhưng mà có một điều đáng tiếc hơn trên chiếc Kia Cerato này là người Hàn vẫn trang bị cho Kia Cerato chỉ là chiếc phanh cơ thôi. Phanh tay vẫn là phanh cơ, chưa được phanh tay điện tử, hơi đáng tiếc một chút. Nhưng mà thôi không sao, bù lại thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái option khác để bù đắp vào những cái thiếu sót đó. Ghế lái chỉnh điện đa hướng nhá anh chị nhá. Ghế phụ thì vẫn là chỉnh cơ. Hàng ghế sau của một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C thì ngồi cũng rất là rộng rãi. Xe cũng có cửa gió điều hòa đằng sau. Với cái thời tiết mùa hè nóng nực tại Việt Nam này thì một chiếc xe mà có cửa gió điều hòa đằng sau thì cực kỳ là tiện lợi ạ. Anh chị có thể thấy đây, đây là bác chủ cũng đã độ lên cảm biến áp suất lốp. Pin thì pin năng lượng mặt trời. Chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2020 có tên tư nhân, mang biển số thành phố. Chiếc xe thì cũng đã lăn bánh được 1,5 vạn km. Thì bên salon em đang chào bán với giá là 655 triệu đồng. Giá cả hoàn toàn có thể thương lượng khi anh chị quay trực tiếp salon bên em xem xe. Và chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Và các sản phẩm bên em bán ra đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Hộp số động cơ là nguyên bản. Và anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra gara hoặc mình mang vào hãng để mình kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Và đến cuối video rồi, em xin phép được dừng video lại đây. Và nếu anh chị nào thấy video này hay, cho em xin một lượt like, một lượt subscribe. Và hãy ủng hộ video của em nhiều hơn. Em xin được cảm ơn.